Thời điểm này, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã và đang tích cực chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm học 2023-2024. Ngay từ tháng 5, trường đăng tải thông báo về tuyển sinh đợt 1 năm học 2023 trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của trường. Nét mới cho công tác tuyển sinh năm nay là ngoài 3 phương thức xét tuyển truyền thống, gồm xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023, xét tuyển dựa vào kết quả học trung học phổ thông, thì năm nay trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Thí sinh xét tuyển theo phương thức này phải tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương có tổng điểm đạt từ 75 trên thang điểm 150, bao gồm cả điểm ưu tiên và khu vực. Qua đó, góp phần tạo thêm cơ hội và sự bình đẳng cho các đối tượng tham gia tuyển sinh. Theo kế hoạch, trường sẽ tuyển 1.352 sinh viên hệ đại học chính quy ở 15 chuyên ngành thuộc 7 ngành đào tạo gồm kinh tế, quản trị kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán và hệ thống thông tin quản lý.